Từ sáng 20 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử tổ công tác đến các trạm y tế trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, xã Lộc Tiến, xã Lộc Thủy và các địa phương khác để thu thập mẫu để xét nghiệm COVID-19. Những người được lấy mẫu là công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ Đà Nẵng trở về quê từ ngày 15 tháng 6. Các mẫu sẽ được thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có sau 1-2 ngày kể từ lúc lấy mẫu. Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thông báo khẩn, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trung ương trên địa bàn, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, thống kê danh sách và nơi ở hoặc nơi lưu trú của tất cả công dân, kể cả công dân tại địa phương đã đến hoặc ở, hoặc trở về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 6, yêu cầu công dân hạn chế đi lại, tiếp xúc và liên hệ với trạm y tế địa phương để được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tỉnh này yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày đối với tất cả công dân đến, ở, về từ thành phố Đà Nẵng. Riêng đối với công dân đến, ở từ các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng có điểm dịch đã được Bộ Y tế công bố, sẽ phải cách ly y tế tập trung 21 ngày.